Với các đường bay trong nước, hãng hàng không Vietjet cũng vừa thông báo mở bán vé Tết sớm với giá ưu đãi trong tuần này. Theo đó, từ nay đến ngày 11 tháng 9, Vietjet mở bán vé Tết nguyên đáng 2024 với giá từ 1 triệu 500 ngàn đồng đã bao gồm thuế phí cho các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Yên. Giá tích nguyên đáng 2024 của các đường bay nhộn nhịp nhất dịp Tết là thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Vinh, Thanh Quá, Hải Phòng, Dân Dân. Được bán với giá từ 1.900.000 đồng đã bao gồm thuế phí dịp này. Hãng hàng không cho biết sẽ phục vụ hơn 2.500.000 giá cho mùa Tết giáp thịnh 2024 trên toàn mạng bay của hãng.